Oi. Chim non bắt đầu vào mồm chim mẹ là ăn rồi. Hai cái mổ á, hai cái mồm là một hai mồm chim non và mồm con chim mẹ. Nép 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 nép. Nó có hổ không con rồi. Con mẹ nó đang bón cho con ăn ra, nó đéo ăn cho bón nữa. Đéo bón. Chân vẫn yếu sao bỏ ra làm gì? Yếu gì? Bỏ ra nó lắm. Chim con nào chim người nhỏ đặt máy đấy.
nó phù nó bẻ ra. Bón đi. Đang bón thấy nhìn ra lại thôi.
Nó mổ nó ăn nó quẩy. Đây là mình cũng cực ngô ấy, cực ngô mới cảm thấy thôi, thôi rồi. Nó quẩy, kinh khủng. Để nó chọn, nếu mà chọn gạo thay nó rơi nó quẩy hết. Nó kiểu nó ăn hết sạch gạo thay rồi. Đó, đổ, 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 nào. Gạo gạo thay nó ăn nhiều hơn à? Kim non này các bác nuôi để nhặt nó vào thảm để như này nó sẽ bị nhặt vào thảm nó đỡ khỏi vẹo chân. Thảm này để chim nó phải nó chim chân nó chọc lỗ này nó vẹo chân bán nó khó. Tao bảo có 5 phòng làm rồi. Không ở nằm ngoài đúng không? Không nằm ngoài à? Thảm ấy nó đã quẹo chân các bác nhá. Thôi